xin chào tất cả các bạn. Thì Singapore được biết đến là một trong số những nước có nền giáo dục bậc nhất châu Á. Chính vì thế, chọn lựa những khóa học tại Đảo Quốc Sư Tử này, bạn không cần phải lo lắng về bằng cấp khi tốt nghiệp ra trường, cũng như là kiến thức mà bạn được tích lũy trong quá trình học tập. Điều bạn cần bây giờ là chọn lựa ngành học nào phù hợp với bản thân của mình nhất. Và đến với chương trình chia sẻ bí quyết du học ngày hôm nay, thì Bảo Trâm muốn giới thiệu đến với các bạn ngành kế toán, một ngành học hot thuộc khối kinh tế. Và với ngành học này thì hiện thị trường ngày nay đang rất cần những nguồn nhân lực có vững kiến thức chuyên môn, và cái môi trường học tập lý tưởng ở Singapore thì Kaplan là một nơi mà bạn không nên bỏ qua, bởi chất lượng đào tạo xuất sắc được công nhận qua nhiều giải thưởng như là trường tư thục đào tạo cao đẳng và đại học tốt thứ nhất, sau đại học tốt thứ hai tại Singapore theo Job Central Ranking năm 2013, hay là trường tư thục đào tạo cao đẳng đại học thạc sĩ tốt thứ nhất tại Singapore cũng theo Job Central Ranking năm 2012, hay là top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng danh mục Higher Education hay là chứng nhận EduTrade 4 năm. Và Kaplan Higher Education Academy thì trực thuộc tập đoàn giáo dục Kaplan của Hoa Kỳ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới với 500 khu học xá ở 30 quốc gia trên toàn cầu. Và tập đoàn Kaplan thì đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Và khi các bạn học tại Kaplan Singapore thì các bạn sẽ học chương trình đại học với bằng cấp được cấp như là ở Anh hay là ở Úc. Và đặc điểm đặc biệt là các bạn có thể du học tại trường từ sau khi hoàn thành xong lớp 9 tại Việt Nam. Lúc này các bạn chỉ cần học chương trình dự bị trong vòng 2 tháng, sau đó sẽ vào học chương trình cao đẳng 8 tháng và chuyển tiếp lên chương trình cử nhân học trong vòng 16 tháng với ngành kế toán, và có rất là nhiều trường liên kết như là Royal Holloway University of London với các chuyên ngành như là quản trị, quản lý và kế toán, quản lý và kinh doanh quốc tế, quản lý và marketing, hay là trường University of Portsmouth với ngành như là ngành kế toán và quản lý tài chính, hay là trường University of Essex với các ngành như là kế toán và tài chính và ngân hàng, quản lý tài chính, quản lý và marketing. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể chọn lựa trường liên kết là trường Murdoch University với các cử nhân bằng đơn và bằng kép của các chuyên ngành như là kế toán và ngân hàng, tài chính, quản lý, marketing, quản trị nhân sự, và còn rất là nhiều trường liên kết cũng như là các ngành khác. Các bạn có thể truy cập tại website tinhdaiduong.edu.vn. Và có rất là nhiều bạn thắc mắc là du học Singapore khi điều kiện tiếng Anh không tốt thì thế nào, cũng như là em chưa có chứng chỉ IELTS thì có thể đi du học hay không, hay là em giao tiếp tiếng Anh thì tốt nhưng chưa lấy bằng thì sao. Vâng, thì vấn đề về ngôn ngữ các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Bảo Trâm xin chia ra hai trường hợp để giải thích cho các bạn rõ hơn nhé. Thì vấn đề đầu tiên là với bạn nào đã có đủ điểm IELTS là 5.5 theo điều kiện của trường, lúc này thì các bạn sẽ trực tiếp vào học thẳng khóa chính của trường Kaplan. Còn vấn đề thứ hai là với những bạn chưa có chứng chỉ IELTS thì các bạn sẽ được làm bài kiểm tra trực tiếp tại Tân Đại Dương và gửi bài qua trường để có thể chấm và sẽ có kết quả. Thì tại trường Kaplan Singapore thì tiếng Anh có 5 cấp độ, từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, và mỗi cấp độ là học trong vòng 2 tháng. Và bài kiểm tra gửi điểm về thì các bạn sẽ biết mình học cấp độ nào và thời gian học ra sao. Và khi hoàn thành xong chương trình tiếng Anh đầu vào của trường, các bạn sẽ chuyển thẳng vào học khóa chính luôn. Và mỗi chương trình ở Kaplan Singapore thì được quản lý bởi một tư vấn viên sẽ tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và liên tục điều chỉnh chương trình để phù hợp với yêu cầu của các bạn. Với con số là hơn 50% học sinh Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè cùng học thì Kaplan chứng tỏ là sự lựa chọn của các bạn học sinh sinh viên. Và Kaplan Singapore hiện nay có khoảng 144 giáo viên tại Singapore và hơn 70 giáo viên từ các trường đại học đối tác để bay sang Singapore và giảng dạy cho các bạn. Và để tìm hiểu rõ hơn về chi phí ra sao, hướng dẫn chọn ngành học phù hợp cho các bạn có thể đến ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Ngoài ra, chúng tôi còn có hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn bộ phận Singapore của công ty du học Tân Đại Dương. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Nhật Hưng, hiện tại là đại diện tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại trường Kaplan Singapore, và tôi cũng từng là cựu học sinh của trường Kaplan Singapore. Hiện tại du học Singapore rất là nhiều chương trình, và làm sao chọn cho mình một cái chương trình phù hợp với cái sở thích cũng như là cái nghề nghiệp và cái cơ hội sau khi ra trường. Vậy anh Hưng hôm nay sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái kinh nghiệm thực tế cũng như là những cái cơ hội việc làm sau khi học tại Kaplan Singapore. Xin chào anh Hưng. Xin chào chị Ly và xin chào các bạn. Thì hiện nay anh Hưng không còn là du học sinh của trường Kaplan nữa, mà là đại diện tuyển sinh cũng như là công tác hỗ trợ sinh viên Việt Nam. Thì anh Hưng có thể chia sẻ cho các bạn là cái khả năng sinh viên học xong tại trường Kaplan cũng như là cái cơ hội tìm việc tại Singapore thì như thế nào thưa anh? Thì tại Kaplan với chương trình học đa dạng và các bằng cấp
được các trường đại học danh tiếng được công nhận trên toàn thế giới cấp, cho nên về việc bằng cấp các bạn có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nói về cơ hội làm việc tại Singapore thì cơ hội làm việc luôn luôn rộng mở tới các bạn. Tuy nhiên các bạn có nắm bắt được nó hay không thì là một vấn đề khác. Một lời khuyên của mình đối với các bạn muốn tìm kiếm được công việc tại Singapore, thứ nhất là các bạn phải luôn luôn tìm hiểu về trường việc làm tại Singapore. Cái thứ hai là các bạn nên tham gia các khóa training tại Kaplan. Tại Kaplan luôn luôn tổ chức cho các bạn những khóa training, những khóa đào tạo cho các bạn, chẳng hạn như là phải đi xin cái cách viết hồ sơ xin việc như thế nào, cái kỹ năng phỏng vấn như thế nào. Và ngoài ra lời khuyên cuối cùng dành cho các bạn đó là các bạn nên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội được tổ chức bởi hội sinh viên Việt Nam tại Kaplan cũng như là hội sinh viên quốc tế tại Kaplan Singapore. Thì bên trường có những cái sự kiện nào nổi bật cho những cái sinh viên quốc tế tham gia học tại Kaplan không thưa anh? Vâng, hiện tại tại Kaplan Singapore chúng ta có hai hội sinh viên. Đầu tiên là hội sinh viên quốc tế tại Kaplan Singapore tập hợp tất cả các bạn sinh viên tại Kaplan. Và hội sinh viên thứ hai là hội sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore. Và hai hội sinh viên này với hiện tại tổ chức rất nhiều sự kiện giao lưu, không chỉ riêng các bạn sinh viên trong trường mà giao lưu giữa các bạn sinh viên giữa các trường khác nhau. Đối với lại hội sinh viên Việt Nam tại Kaplan thì các hoạt động chính của các bạn là tổ chức những chương trình xã hội giống như là những chương trình từ thiện hoặc là những chương trình kết nối giao lưu giữa các bạn sinh viên Việt Nam tại những trường khác nhau. Cho nên khi các bạn đi học tại trường Kaplan Singapore, các bạn sẽ không phải lo lắng về việc giao lưu văn hóa sinh viên ở với các Kaplan nói riêng và những trường tại Singapore nói chung. Thì những cái sinh viên của Kaplan á có đạt được những cái thành tựu nào tại nổi bật tại Singapore không thưa anh? Sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore hiện tại sau khi tốt nghiệp, rất nhiều bạn đã và đang đi làm cho những tập đoàn lớn của Singapore. Nói về thành tựu của các bạn sinh viên đang học tại Kaplan Singapore thì các bạn ít nhiều đã đạt được những thành tựu được công nhận. Chẳng hạn như rất nhiều bạn hiện tại đang là thành viên cũng như là chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại Kaplan và cũng như là hội sinh viên quốc tế tại Kaplan Singapore. Ngoài ra thì tại Singapore chúng ta có một hội những nhà khởi nghiệp trẻ, viết tắt là VN2020. Đây là một hội tập trung rất nhiều những anh chị không chỉ đi học tại Kaplan mà đi học tại những trường công nổi tiếng tại Singapore như là NUS, NTU và SMU được gặp nên để tổ chức ra những talk show, những chương trình xã hội và những chương trình workshop dành riêng cho toàn cộng đồng sinh viên Việt Nam, toàn Singapore. Sinh viên Kaplan hiện tại đang nắm giữ rất nhiều vị trí vai trò quan trọng trong hội này. Đặc biệt, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Kaplan hiện tại đang là thành viên chủ chốt của Ban Liên lạc Cộng đồng Việt Nam tại Singapore. Ban liên lạc này là ban liên lạc chính thức, là tổ chức liên lạc chính thức của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Và đối với những sinh viên đã tốt nghiệp từ Kaplan Singapore, hiện tại rất nhiều bạn đang làm cho những công ty tập đoàn đa quốc gia tại Singapore, ví dụ như là IBM, Changi Airport Group, và đồng thời mình cũng là một nhân chứng sống hiện tại đang làm cho Kaplan Singapore. Ngoài ra thì còn rất là nhiều bạn khác hiện tại, chẳng hạn như là mình có quen biết được một bạn hiện tại đang làm kế toán viên cho một tập đoàn xây dựng của Úc nhưng mà đóng tại Singapore. Đồng thời mình cũng biết được một bạn hiện tại đang làm chuyên viên phân tích tài chính cho một ngân hàng tại Singapore. Qua những năm anh Hân học tập tại Singapore thì anh có thể chia sẻ cho các bạn về cái môi trường cũng như là những cái phương tiện đi lại khi mà sinh viên bước qua Singapore du học được không ạ? Thì tại Singapore hết 70% dân số chúng ta sử dụng các phương tiện công cộng như là xe bus hoặc là tàu điện ngầm MRT. Thì với lại do bởi vì hơn 70% dân số sử dụng những phương tiện công cộng cho nên mức phí di chuyển rất là tiết kiệm. Thì một ngày nếu như các bạn chỉ đi học và chúng ta di chuyển từ nhà chúng ta lên trường và chúng ta di chuyển ngược lại từ trường về nhà thì chắc một ngày chắc tốn các bạn khoảng chừng $4. Khoảng $4 là tối đa rồi. Còn về ăn uống thì như thế nào ha? Singapore chúng ta là quốc gia đa sắc tộc cho nên việc các bạn thích ăn đồ của châu Á, đồ phương Tây, ta tới thậm chí cả đồ của châu Phi, chắc các bạn không phải lo lắng về việc các bạn phải ngán đồ ăn đâu, bởi vì nó có rất là nhiều những cái món ăn tới từ những nước khác nhau. Thì ví dụ như trường hợp mà những sinh viên qua bên Singapore thì bên đó cũng là một cái thiên đường mua sắm, thì Hân cũng có thể chia sẻ cho các bạn được không?
Singapore đúng thật sự là một thiên đường mua sắm, và đặc biệt cho tín đồ đại trà chúng ta đặc biệt chúng ta phải lưu ý vào những cái tháng hè trong năm, từ tháng 6 đến tháng 9. Đây là một mùa coi như là đại lễ khuyến mãi tại Singapore với sự giảm giá nhiều khi lên tới thậm chí 70-80%, đặc biệt vào ngày lễ cuối năm, đặc biệt là ngày lễ Giáng sinh, thì đó cũng là một mùa sale lớn của Singapore. Cho nên khi các bạn, nếu như các bạn lo lắng rằng qua Singapore chúng ta phải mua với những món đồ đắt tiền hay gì đó, các bạn đừng lo lắng, các bạn chắc chắn sẽ mua được những món hàng hiệu với giá rất là rẻ. Thì sinh viên cũng cần là những cái lời khuyên, đó là về cái môi trường học tập cũng như là môi trường sống tại Singapore. Thì anh Hưng đã có kinh nghiệm học tập tại Singapore rồi, thì anh Hưng có thể là chia sẻ các bạn được không ạ? Vâng ạ. Thì đối với kinh nghiệm học tập, mình cũng không có gì nhiều để chia sẻ cho các bạn, nhưng mà mình chỉ có 3 bí quyết mình muốn các bạn khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, tại Singapore khi các bạn sinh sống, các bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp tại Singapore. Bởi vì Singapore họ rất tôn trọng luật pháp của họ. Chẳng hạn như là khi mà các bạn biết là Singapore là quốc gia sạch nhất thế giới, đúng không? Tại sao họ là sự sạch nhất thế giới như vậy? Bởi vì luật pháp họ rất nghiêm. Nếu như bạn xả rác chỉ có một lần thôi, bạn có thể bị phạt tới 500 đô. Thậm chí khi các bạn lên tàu điện ngầm, các bạn lỡ mà mang nước uống lên mà để họ bắt được, thậm chí có phải phạt lên tới cả 1000 đô. Lời khuyên thứ hai của mình dành cho các bạn, đó là các bạn nên hòa đồng. Các bạn không nên sống quá nội tâm, các bạn hãy mở lòng ra, làm quen nhiều bạn hơn, không chỉ riêng bạn Việt Nam mà những người bạn bè tới quốc tế. Bởi vì nó không chỉ giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn học tập, mà sau khi các bạn đã tốt nghiệp rồi, nó sẽ giúp ích cho các bạn trong việc các bạn làm việc sau này nữa. Và điều cuối cùng mình muốn khuyên các bạn, đó chính là ở tại Singapore chúng ta nên đối xử hòa nhã, lịch sự với tất cả mọi người. Bởi vì quốc gia Singapore là quốc gia đa sắc tộc, cho nên đôi khi có những cái điều khác biệt giữa những văn hóa giữa các nước khác nhau. Cho nên khi chúng ta đối xử với mọi người, chúng ta nên đối xử một cách lịch thiệp, hòa nhã. Thì qua sự chia sẻ của anh Hưng thì chúng ta cũng là cảm thấy rằng Cáp Linh là một điểm đến du học. Thì một lần nữa, nếu mà các bạn có thắc mắc về các trường tại Singapore cũng như là trường Cáp Linh, các bạn hãy liên hệ ngay đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam, đó là công ty Tân Đại Dương, qua số điện thoại là 0838484879, hoặc truy cập website tân-đại-duong.edu.vn, hoặc có thể lên văn phòng trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Một lần nữa, Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hưng đã tham gia chương trình hôm nay. Cảm ơn chị Ly, và xin chào các bạn. Xin chào các bạn.